Thưa các bạn, chúng tôi đang đứng bên sườn núi nhỏ của thành phố Vũng Tàu, gần mũi Nghinh Phong. Đây là một địa điểm khá khuất gió, cho nên quý vị có thể thấy rằng là gió không lớn. Tuy nhiên cách đây ít phút khi xuống dưới đường thì chúng tôi đã thấy rằng là cây cối đã bắt đầu gãy đổ. Theo dự báo thì là khoảng trong vòng 30 phút đến 1 tiếng nữa tâm bão sẽ vào thành phố Vũng Tàu. Và hiện nay thì rìa cơn bão đã bắt đầu quét qua thành phố. Ngoài đường hiện nay đã không còn bất kỳ hoạt động nào nữa, ngoài một số cơ quan chức năng như là công an, dân phòng đi nhắc nhở người dân chằng chống nhà cửa để chuẩn bị cho cơn bão tới. Hơn hàng chục năm thì thành phố Vũng Tàu mới đón một cơn bão lớn với tốc độ cao và di chuyển chậm. Do di chuyển chậm cho nên khả năng là hậu quả càn quét của nó có thể sẽ rất lớn.